Rồi em xin chào toàn thể quý anh em nghe anh em. Giờ này là 12 giờ đêm, 12 giờ 20. Thì em cố gắng em bào thêm clip nữa. Thì như là đã nói với anh em đó, thì bữa nay em về được hai máy. Một máy quay ếch thái 100. Thì clip mà hồi nãy em đăng đó thì hiện tại thì anh em cũng ủng hộ muốn hết rồi. Chỉ còn được có bộ số với lại bộ đồ nòng nữa thôi là hết rồi đó. Rồi thì anh em nào có nhu cầu sử dụng bộ số đó alo cho em để em tính giá tốt luôn cho. Bộ số nó với quay thái 110 thứ một xài chung với nhau luôn đó chứ có nhận diện được đâu. Trời ơi em nói với anh em, tại cái tánh của em không có thích ma ma phật phật chứ nhiều cái thiệt chứ. Muốn bùa thì bùa tới đâu nữa. Thì còn bộ đồ nòng với bộ số đó, bộ đồ nòng ống hơi đó với bộ số đó anh em nào mến thú em nha. Với trước khi đi vô video em cũng nói lại lần nữa cho anh em nè. Em chia sẻ với anh em như thế này. Những anh em nào mà mới mua hàng của em lần đầu mà đồ tiền triệu trở lên á thì anh em cọc cho em. Cọc cho em vài trăm, ví dụ anh em mua hàng 2-3 triệu anh em cọc cho em 10% đi, thống nhất gì cho nó dễ. Ví dụ như mua hàng 3 triệu cọc 300, mua hàng 1 triệu cọc 100. Trời ơi nói chung cái cọc có làm cái lòng tin với nhau thôi chứ còn em nói thẳng với anh em, ví dụ những anh em nào mua hàng bên em rồi á thì không có cần thiết phải cọc gì trơn, nếu không có xài tài khoản thì khỏi phải bắn, còn nếu có tài khoản thì anh em bắn là đỡ phí ship của anh em thôi. Chứ lập ra kênh đến độ này ai đâu đi lừa gạt anh em. Đó. Thì cục máy quay A216 này nè, em lên sóng với anh em này nè, cục máy này rất là cọp á. Đồ thì nó hơi mắc nhưng mà đồ anh em bỏ tiền lớn sẽ xứng đáng những điều đó. Đó. Thì cái số điện thoại của em á là số 0865890158, em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi. Đó. Còn anh em nào muốn chuyển khoản thì cái thông tin cái số tài khoản với lại ngân hàng MB thì em có để trên cái kênh YouTube của em đó, anh em vô phần thông tin của kênh anh em xem. Khỏi có mà nhầm lẫn gì chân á. Đó, còn anh em nào ship code thì không có gì để nói ha. Rồi. Em vẫn bán hàng ship code cho anh em bình thường, nói chung em không có ngại. Miễn anh em mình dám mua dám nhận thì cỡ nào em cũng bường hết trơn á. Không mất thời gian của anh em nữa. Đáng lý ra em quay lên cái bộ điện sườn này cho anh em luôn. Đáng lý ra em quay cái bộ điện sườn này cho anh em luôn nha anh em, mà có một cái bộ điện sườn này khách chốt rồi cho nên khỏi phải quay. Đó thì bao gồm là giò đập máy cần số nè. Cần số anh em coi cái gai này. Chưa tan luôn nha. Cần số gai nhọn quắc chưa tan, máy rất là cọp đó anh em. Giò đập máy chưa miếng tan là gì rất là đẹp. Bao thì em bán điện sườn cũng vậy thôi, bao gồm là điện sườn nè. Mô bin sườn nè. Quay A216 đời cao thì IC nó mã Sidergen nha anh em. Đời cao thì mã Sidergen. Nè. Quay A216 đời cao thì nó xài cái mã Sidergen này nè anh em. IC này mới lắm, mới tại chưa vệ sinh á. Mã Sidergen này ha anh em ha. Đó. Ok nha anh em. Rồi IC sạc. Một sạc mới len ken luôn. Cộng điện sườn này em kiểm tra rồi không có đứt dắt nào hết trơn á. Thì bộ điện sườn này em hứa em giao cho khách rồi cho nên là khỏi cần phải quay lại, bộ này bán 450.000 đó. Còn đây qua bộ ốc máy nè, bộ ốc máy thì anh em khỏi phải chê luôn, không có gì mà để tả. Nói chung cái bộ ốc máy thì cũng như cũ thôi, nắp chặn nhớt nó mới ben luôn nè. Quay A216 nha anh em, cục máy này quay A216. Đó, nắp chặn nhớt gã ra nó có dính nhớt thì em có rửa dầu sơ lại một cái cho nó sạch ba cái nhớt nhau cho anh em coi đồ chứ không có gì. Đó. Nó mới ken sà ben đó. Hai ốc bắt nắp chặn nhớt nè. Đó, có gì đâu tả, không có miếng dấu nữa nghe anh em. Mới gã lần đầu luôn á. Rất là đẹp nha. Rồi. Thì nó đầy đủ những món như cũ, như là cái lò xo nè, ống sáo nè, tất cả đều zin theo xe nha anh em, mà xe này đi nhất kỹ nữa. Mới chát luôn á, lò xo, ống sáo nè. Bánh bơm nè. Ti bơm nhớt nè. Đó. Mới chát luôn, tất cả đều là hàng zin gã xe. Bánh tăng cam này mềm xèo luôn nè. Bánh tăng cam còn dẻo nhẹo mềm xèo luôn. Tất cả đều zin hết. Đó. Cần lừa, anh em nhìn đi nhớt trắng bóc luôn nè. Cần lừa với ốc bắt cái cần lừa nè, thấy không anh em? Đó. Con ốc bắt cái bộ ống sáo tăng cam nè. Cái bạc đạn này bên số tại sẵn lụm mà bỏ vô đây luôn. Thì ốc này em kiểm tra là hầu như nó chỉ có bị đen 4 con này thôi, 4 con nằm dưới nó bị đen 4 con này thôi.
còn là còn như là ốc đẹp hết anh em. Nhìn cái thân ốc là mới rớt lần đầu, ốc trắng bóc không, nó chỉ bị đen duy nhất là bốn con này thôi nè anh em đó, nó chỉ bị đen đầu duy nhất là bốn con này thôi, còn cái thân là trắng bóc mà ốc mới rớt lần đầu không mà máy bích đó anh em coi nè, tất cả là ốc là trắng bóc vàng khè bao đẹp. Bộ ốc này em bán mắt nha anh em, bộ ốc này em bán 400 đó, nói chung là anh em vô xe là bao cọp luôn, ốc theo xe không đó. Đó nè anh em để riêng nghe này nha, chỉ có bốn con là đen đầu nha anh em nghe, còn lại là bao đẹp hết đó nè, em để riêng nghe nè, chứ em không phải chụp tùm bậy tùm bạ nói chuyện với anh em đâu đó. Bộ ốc này tất cả là hàng bao whip cho anh em lên xe luôn, anh em khỏi đi mua ốc mới, mua ốc theo xe tầm này anh em vô là hết lặng luôn nha đó. Xét đúng bốn con nó không có xét mà nó bị đen đầu, anh em tải nằm mặt dưới mà. Còn lại là ốc đẹp không còn một con luôn nè, ốc đẹp không lỗi một con luôn anh em, đen duy nhất bốn con thôi đó. Bộ ốc này em bán mắc nha, bộ ốc này 400 nha anh em đó, anh em nào mến thú em bao cọp duy nhất đen bốn con này thôi, nằm mặt dạ dứ thì mình chịu thôi, cái đó nói chung dạ dứ xe nào cũng bị chân, trừ thi xe đậu mới không bị thôi đó. Bộ ốc này thì 400, anh em nào mến thú em củ đề này cọp quay ra 26, củ đề thì như mới đó anh em ơi, quay 216, nói chung là không có vệ sinh rửa gáy gì hết nghe anh em, về là em chơi đó. Nếu mà em mà rửa gáy là những cái vết dơ chỗ này là không có còn đâu, như mới luôn đó anh em ơi. Cũ này 420.000 nghe anh em nào chốt được thì em giao, những cái món này lâu lâu mới có đồ đẹp. Cũ này là chưa bung chưa chạm chưa thay than luôn anh em, chưa bung chưa chạm chưa thay than, nói chung là anh em mua về lắp là xài không làm gì thêm nha đó. Chưa bung chưa chạm chưa thay than, Mitsuba đẹp cực kỳ luôn nha anh em, tất cả củ đề zin đều có mã số hết nha anh em nha, 6323 anh em thấy không, đây nè 6323, mình mẩy trắng bóc luôn nè anh em, nhìn là nhôm rất là đẹp luôn đó, quay A 216 đó, đại ca em quậy tới nữa rồi đó. Anh em nhìn nè, chưa bung chưa chạm chưa thay than nha anh em đó, đêm nào cũng vậy chân thật, quậy dữ vậy đại ca đó anh em thấy không, củ đề là cực kỳ cọp luôn, chưa bung chưa chạm chưa thay than, ốc bảy màu luôn nè, thấy không đó. Củ đề này 420.000 anh em, đề rất nhẹ nhàng êm ái, đầu cổ trắng bóc hết, dây dắt chỉnh tề không biết nói, dây mềm xèo luôn, dắt còn dằn ché mới chát luôn nè, thấy không, củ này 420.000 anh em nào mến thú em, đề rất là nhẹ, em ru bà gù không có tiếng động gì chân rồi nha anh em nha. Củ đề xong rồi tới bộ bình xăng con đi, bộ bình xăng con quay A đời 216 này, bộ bình xăng con giữ whip cọp nha, bộ này em bán 950.000 nữa. Nói chung mấy cái bình này thì anh em mua về chỉ lắp lên mà sử dụng thôi, thì bộ bình xăng con là em sẽ cho anh em theo những món này luôn nè, cái bát chịu ống xăng từ thùng xăng lớn đi xuống của nó luôn nè, zin theo xe luôn nè, hai ốc bắt co xăng dưới còn sáng ché luôn nè, mới rớt lần đầu luôn, rất là đẹp. Nói chung mình vô xe mộc nhờ mấy cái này, chứ mình vô mới nó chổi ai mà coi, nó mới rớt lần đầu luôn, rất là đẹp luôn nha anh em đó, anh em vô này thì hết bài đó. Cho anh em coi trái ga, lò xo zin theo xe chưa cắt chưa kiết gì nha, mới chát, mấy cái này là em không có rửa gáy gì đâu, nó mới vậy đó. Trái ga H7C zin theo xe nè anh em đó. Kim đó còn mập lù luôn nè, trời ơi anh em nhìn trong này là anh em biết rồi, nó chưa có đen, nó chưa đóng khối là anh em biết rồi ha đó. Mấy cái bình xăng này con này không có gì để tả đâu, chơi hay không chơi thôi, nói với anh em là không một đốm lém đó, không một đốm lém luôn đó anh em Anh em nào mến hữu em, bộ bình xăng con là 950.000 anh em, quay A216 siêu cọp luôn,
không một đốm lém, không một tì vết gì luôn. Bao ganti, bao không chảy xăng dư, bao đủ thứ nha. Mới chát chứ gà mới chát luôn. Còn cái bệnh xăng con của nó nè anh em nhìn đi. Quay ra 26 nha anh em, đời cao nha. Mã là 5SE AGD27. Đó, anh em nhớ cái mã là lụm. Còn ốc chỉnh gió với ốc chỉnh ganti là hầu như không có dấu. Chưa có vệ sinh cửa gáy gì đâu, nó nguyên zin nguyên bản của nó là sao để vậy đó. Nó bệnh xăng con này tình trạng là chưa bung chưa chạm ốc đít luôn nha, ốc còn vàng khè luôn nè. Chưa bung chưa chạm gì luôn nha anh em. Đó. Con zin theo xe còn dính đây luôn nè. Nguyên vẹn luôn. Nói chung mà cái đầu lòng chút nữa anh em nhìn anh em chảy ke đi không nổi luôn. Nói chung là anh em nào mua cái bộ bình xăng con này với mua cái đầu lòng vô là hết bài. Nè, con ốc xả xăng dư nè. Chưa có miếng dấu miếng viết gì trơn, mới chát. Đây là chưa đóng bụi đóng dơ gì luôn nè. Đó, co xăng KTL zin theo xe luôn đó. Ốc co trên rồi đẹp cực kỳ luôn. Đó. Bộ e của nó nè. Đó. Mọc mọc chưa vệ sinh gì đó mới dầm. Đó, 4V 17V gì đó. Những cái bát cái phe này là dằn khừ hết trơn nè, thấy không? Những cái cổ dê này dằn khè hết trơn. Ốc anh em nhìn nè, mới gửi lần đầu chưa có dấu nhiêu luôn nè, thấy không? Ống xả cặn là vẫn còn luôn nha. Đó, anh em về vệ sinh lại nó lụm. Đó, bộ bình xăng con này em giao anh em 950.000 đó, anh em nào mến thì hú em. Bao đẹp. Khỏi suy nghĩ. Gắn là lụm đó. 950.000 anh em. Rồi nha. Bộ lửa thì em báo giá với anh em trước luôn nè. Thì bộ lửa em bán cái phong cách em bán lửa thì anh em biết rồi. Thường là em bán lửa chung với cái món này nè. Cộng sên đề theo xe nè. Ha, sên đề này sên đề theo xe nha anh em. Nè, mực còn nè. Thấy không? Ừ, sên đề theo xe nè mới chát luôn nè, thấy không? Đó. Đây, hai con thằng lằn cha, thằng lằn con. Cái này cái bát để chặn cái dĩa đề với con ốc bắt vô cái bát chặn dĩa đề ha. Rồi. Mới pin là lửa cọp luôn. Đó. Em bán lửa là bán đầy đủ những món như qua lăng lửa đi theo ba nắp luôn nha. Còn em nợ ảnh anh em cái mang cá nha. Mang cá em bỏ dưới nó dơ quá em chưa có đem em lên được. Dĩa đề anh em nhìn nè. Nói chung là thối thằng đó anh em ơi. Phốt zin luôn. Sao hôm nay quay video nó dạ dữ thằng vậy ta. Nè anh em nhìn nè. Cái này anh em thấy nó bị vàng vàng gì không phải đâu nha anh em. Nè em chùi ra cho anh em coi nè. Nè. Thấy không? Hết trơn liền nè, thấy không? Chỉ để em nói với anh em không biết gợn luôn đó. Xe đi rất là ít. Ừ, thấy không? Rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, anh em nào mến hú em. Bộ lửa anh em báo giá cho anh em luôn, bộ lửa full luôn ba nắp lửa luôn đó, nắp lửa, nắp nồi, nắp lửa mang cá luôn, bộ lửa luôn là 1.400.000 đó. Full tu 1, dĩa đề zin theo xe luôn nha. Rồi, đây lên qua lăng cho anh em luôn nha. Anh em nhìn mực miết niêm phong đồ còn hết trơn luôn. Đó. Mực miết niêm phong đồ còn hết trơn, chưa bắn chưa tháo lần nào hết trơn. Ở đây á nó bị lọt một cái viên bi ra nè, em còn giữ ở đây nè. Chút nữa qua sau quy đôm gắn lại viên bi không biến gợn gì luôn nha anh em. Nè. Viên bi là không biến gợn miếng sọc gì luôn nha. Thấy không? Mới chát luôn đó. Ừ. Cực đẹp luôn đó anh em ơi. Trong đây còn mực nữa nè anh em biết rồi nè. Thấy không anh em? Đó. Qua lăng này khỏi chơi. Quay A 216 nha anh em. Đáp nè. Coi trong viền này trước đi coi ngoài. Ngày 15 tháng 4 năm 2016. Ok.
nó mới ken xà beng luôn đó. Anh em coi nè, không một miếng tan, không một miếng dấu cọ, dấu gì chân mực còn luôn nè. Lửa quay A216 bao cọp, bao whip luôn nha. Đó, mới chát, không bể từ, bể gì luôn nha anh em, không tan một miếng luôn. Qua lăng nè, ngay cái chỗ, ngay cái đây có tan miếng nè anh em, ngay chân gần cái cửa nè có tan miếng nha. Không cọ, không gì luôn nha. Ngoài ra là qua lăng bếp ken luôn, rất là đẹp luôn á. Mitsuba GF4412 cực đẹp. Đó, quay ra đời 2016 nha anh em, mới chát luôn. Rồi thì bộ lửa luôn, bộ ba nắp luôn, là em giao cho anh em giá 1.400.000, là đầy đủ sên đề thằng làng con đồ đi theo hết luôn. Giờ coi cuộn lửa nè, nó mới ken gì nè anh em, nhìn đi, ốc ác là trắng phao hết, cuộn lửa là sáng giới sáng chân hết, mực màu niêm phong đây còn hết trơn luôn nè, ốc bắt kích các kiểu là chưa xét chưa tan một con, đầu kích là chưa tan luôn nha. Đó, mực niêm phong niêm phiết gì đây còn luôn nè, thấy không? Trắng bóc luôn nha anh em. Đó, dây dắt chỉnh tề không đứt nối gì hết. Lửa theo xe nha anh em, quay A đời 2016 lửa đẹp. Còn cái nắp lửa sơn zin khá lắm, khá nè anh em. Đó, trên này nó có nổ 55 miếng nhưng mà nhìn tổng thể thì ok, đẹp. Mặt dưới dạ dưới này thì chưa vệ sinh, anh em về vệ sinh phụ em thêm nha, làm không kịp. Nắp nồi nè, thì con ốc chỉnh nồi em sẽ lấy lại vô bộ nồi cho người ta, nồi cạp chứ lắm, bộ nồi tới 2.200.000 lận. Đây có nổ 55 miếng nha. Ốc chỉnh nồi em lấy lại nha anh em, nó đầy đủ nắp nồi nắp lửa mang cá em giao cho anh em hết luôn nha. Trời ơi, trời chảy nhớt rồi anh em nhìn nè, ở trong trắng bóc gì luôn nè anh em, thấy không, xe đi nhớt rất là kỹ luôn. Trời ơi trời, vô em luôn, dễ nhúng luôn có mày được. Chỗ đang quay clip thì tình thì nhẹp. Đó, nó chưa vậy, nó chưa, em chưa có vệ sinh thôi chứ ok lắm, mặt tiền đồ đẹp hết nha anh em. Rồi thì bộ ba nắp đó, nắp nồi nắp lửa mang cá luôn, bộ lửa em giao cho anh em giá 1.400.000 đó thôi, giao anh em 1.300.000 thôi cho nó nhanh, 1.300.000 thôi anh em. Nói chung cái nắp nó cũng có hơi nổ nổ ha, thì anh em vô xe mộc ok lắm, giao anh em 1.300.000 nha anh em, lửa luôn ba nắp quay A216 nha. Tiếp tục của nó là em tới bộ số đi anh em ơi, thì bộ số báo với anh em luôn, bộ số cúc đạp cúc số số qa 216 cọp nha. Nói chung cái máy này em gã máy giữ máy đẹp cho anh em nha, giá mắc tiền anh em đó, bộ số luôn, cúc đạp cúc số luôn, luôn báo số theo xe luôn nha. Nè, nó dốc anh em đâu, qa 216 nè, ngày 18 tháng 4 năm 2016 nè anh em, thấy không, ngày 18 tháng 4 năm 2016 nè, chung xe đi rất là ít nha anh em. Báo số là như mới luôn đó, không miếng phớt miếng gợn gì luôn nha, thấy không. Bộ số này em báo giá cho anh em luôn, full bộ số, bộ số cốt đạp cốt số báo số luôn là 950.000, về gắn là xài luôn, khỏi phải đi gam tốn tiền gam, mới ken sập hen gam cái gì nữa. Bao đâm mọi thể loại, bao lên đi găng cỏ hết cho anh em nha. Nét nặng nẹt luôn nha anh em, rất là đẹp luôn đó. Đó, bộ số, báo số, cốt đạp cốt số luôn 950.000. Càng móc nè, mới chát luôn. N5 chuẩn zin nha anh em. Quay A216, nói chung số này anh em vô quay game độ ok hết. Nói chung với anh em là số này em kiểm tra kỹ lắm rồi, không nhâm một găng, trắng bóc,
bao cọp bao quýp cho anh em lên xe luôn. Số trắng bóc luôn, không nhâm một găng. Mấy cái bộ số này anh em về không có rửa gì nha. Nói chung là ở đây có em bán cho anh em về anh em lắp luôn, không có làm rửa riết gì thêm nha anh em. Anh em rửa riết anh em lắp vô hú em không chịu trách nhiệm, em nói trước nha. Anh em mua về cứ lắp luôn cho em, không có làm gì thêm. Ở đây khi giao cho anh em là em ủ nhớt sẵn cho anh em hết. Về cứ lắp luôn, không có rửa riết gì chân á. Đó, số 2 đẹp xuất sắc, còn số 4 khỏi chơi. Không nhâm một găng, không một tì vết đó. Anh em thấy bộ số của người ta không, dấu chạy cũng không có luôn đó, chứ đừng có nói mà nhầm đó, không một tì vết nào luôn nha anh em đó. Rồi đó, nãy giờ kỹ lắm rồi đó anh em. Nhông tải nè, ken sà ben luôn, miếng gợn cũng không có nữa, đừng nói mực còn luôn nè, một miếng gợn cũng không có luôn nha anh em. Máy cọp, em lấy máy cọp mắc tiền chứ đâu phải rẻ đâu anh em nghĩ đi, để có được những cục máy đồ mà nó liền lạc cái tổng thể nó đẹp hết như vậy không phải rẻ đâu. Mà cái chuyện mua bán của em thì nói chung mình mua bán mình không có kể lễ, mình đã chấp nhận mình bán rồi mình làm, ai mua được mua mình báo giá trực tiếp cho anh em người ta, ai mua được người ta chơi được người ta chơi, còn anh em ta chơi không được hẹn mình dịp khác tham khảo đó. Nói chung là anh em không có phải lo gì hết trơn. Bộ số này là bao cọp, máy này gã máy cọp máy mắc tiền chứ đâu phải máy là mỹ rồi bạ đâu mà mình sợ. Dấu chạy miếng cũng không có đó anh em, nó thẳng với anh em luôn. Gáp là bụp trắng bóc đó. Nhớt nãy anh em coi cái nắp nồi em cũng biết rồi. Con heo mực màu còn luôn nè, D1 nè anh em nhớ nha. Con heo nó mới chát gì luôn là anh em hiểu rồi ha. Đó. Bên đây là máy E2. Rồi anh em nhớ nha. Bao là anh em mà lên xe là cực kỳ im, chung số tầm đó đổi gì nữa 950.000 đó. Anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết thiệt đó. Chung số kiếm bộ số mà nó liền lạc không nhâm găng nào, nói chung cũng khó chứ không có dễ nha anh em. 950.000 đó. Quay ra 216 số cọp đó. Đây nè, ở đây á anh em, cái bộ dân lóc này á là cái bộ dân lóc quay A đời 215. Lúc trước á là em bán cho ông anh rồi, nhưng mà bữa ông thấy cái bộ dân lóc super đẹp quá, ông đem qua ông đổi. Đó, bộ này là rất là cọp. Ổng đổi, ổng chịu lỗ, ổng bù tiền. Tại vì Zenlock Super nó mắc hơn Zenlock Quay A. Thường thường Zenlock Super em bán 850.000, còn Zenlock Quay A thì em bán 750.000 một bộ là cọp đó nha, là mới có giá này nha. Còn mà mấy cái Zen nó yếu yếu hoặc là cái lóc nó yếu thì em bán giá khác nữa. Đó, còn ở đây nè, ở đây mới đúng là cục máy Quay A 216 nè. Thì Zenlock này em bán cho anh em á cũng là 750.000. Thì hai bộ này như nhau hết, Zen dữ dữ không à. Cây Zen anh em nhìn nè, nó thối thằng luôn, như mới luôn đó, trắng bóc không có gì mà để chê được. Zen zin toàn tập 100% nha anh em, da băng nè đó, đạn điếc zin theo xe hết, đầu này đầu bên lửa nè, đầu bên nồi nè, bao đâm mọi thể loại nha, không có miếng ngắn luôn nè anh em thấy không, bên nồi là chưa có cái dấu ngắn luôn nè, thấy không, siêu cọp luôn. Cái dân này nó cứng ngắc luôn đó anh em. Không miếng quằn là gì luôn nha anh em. Đây là đầu bên lửa nè, mới chát đó, mực còn luôn nè anh em. Muốn bao cái gì bao cho anh em cái đó, không một tì vết luôn nha. Đó,
cái gen này, cái tay là mã là KFM i3 quay A 216 nha anh em, KFM i3 nha, nè i3 nè, KFM nè, chuẩn nha. Trời ơi cây gen này nó thiệt, chứ nếu mà anh em lắp về gáy anh em cũng thứ dữ chứ không phải bình thường luôn nha. Thánh thằng ơi, em nói với anh em nhúc nhích như cây gen mới ép như cứng ngắc luôn đó. Đó, đút tờ tiền hứa cho anh em luôn, đút không bao giờ vô, cứng ngắc luôn đó, nhúc nhích cỡ này còn không qua nữa mà. Em nhìn tự đánh giá láng lừ luôn đó anh em. Mà còn chân khâu bên đây sao nó cứ chạy hoài chạy ra vô nhẹ nhàng hết, anh em an tâm. Cái dên nha, quay ra 216 nè, chung cục máy thì lát cái dên lóc này em quay sau, cái đó thì bán sẵn, bán nói bán luôn, anh em nào mua thì mình giao. Hai bộ này bộ nào như bộ nấy, cái dân nó cứ ngắt đó, mà ổng thì ổng thích super hơn, ổng đổi ổng bù tiền thì mình chơi thôi có gì đâu. HVN KFM trừ 25B đó. Nè con Vin theo xe mới gã lần đầu còn hết trơn nè, khỏi suy nghĩ trắng bóc gì nè, nó có gì mà để bàn cãi, chơi không chơi thôi. Cái đồ này đó, nó nét nàng nạt như vậy thôi chứ bây giờ anh em muốn sao nữa. Nó hai ốc gác chân nha, còn đây con ốc xả nhớt nè, đó chỗ găng ốc xả nhớt đó, còn ốc xả nhớt của nó nè anh em, nó mới ken sò ben vậy nè, chưa có dấu gì nhiều luôn, anh em nhìn đi nè, nó ốc xả nhớt là chưa có dấu gì nhiều luôn nè. Chặn vô lại luôn nha, nhẹ nhàng anh em. Anh em siết ốc xả nhớ cũng siết vừa tay thôi chứ đừng siết quá, đầu lòng mới gớt luôn nè, thấy không, chưa có dấu cậu gon cậu ghiết gì nghe, gon dính bên đầu lòng hết trơn rồi đó. Chắn bóc gì anh em kiếm cái gì nữa. Nè quay A 16 đáp điếc rõ ràng nè, ngày 26 tháng 4 năm 2016 nè, thấy không, 26 tháng 4 năm 2016 chuẩn chỉ nha anh em. Đó thì combo danh lóc quay A 216 này em danh lóc cọp đó 750.000 đó, rồi sẵn tiện đi anh em cho em quay xin bán cái bộ danh lóc quay A 215 cọp này luôn coi, nó không vậy nữa nè, cũng thứ dữ nữa nè, thứ giữ trong các thứ giữ nè, nó mực miết rồi còn đủ hết trơn đó. Anh em muốn thích cái thể loại nào có thể lo nè, chấm sơn còn ở trong cái chỗ mà nhông thì luôn nè, nè thánh thằng ơi, cây 215 này thiếu điều nó, cái đầu lửa nó muốn đẹp hơn cây 216 nữa chứ, nó láng o luôn anh em, thấy không, nét nàng nẹt luôn nè, nó đậu bên nồi nè, không một miếng dấu miếng khuyết miếng đắp tháp gì nha anh em, nhẹ nhàng. Rồi nó đang dướng anh em ơi, nó đang dướng nha đó. Anh em nghĩ đi, cái chữ đây còn luôn nè, cái chữ đây còn, anh em biết danh ít đi cỡ nào, cái chữ này kéo lụa đi rất dễ mất luôn nha anh em. Nè anh em coi, em nhích nè, nói chung là hứa với anh em luôn, hai cây này cây nào cũng dĩ chân cọp hết đó, không nhích được một miếng luôn đó, nhích không qua, nó cứng như dân mới ép vậy đó. Hai cây nào cũng như mới chân, cây 215 này thì mã là KFM R2 nha, đó nhớ nghe anh em, KFM R2 nha, 215 nha, nó láng lừ hết đó, bộ nào là em để ra bộ nấy hết chứ không có lu bu. Mượn chỗ để chỗ này cái đi nè, cái lóc của nó nè, hai này nào như nấy, anh em chơi cái nào cũng cọp hết trơn, anh em gáp xe mấy cái này anh em yên tâm lắm, khỏi suy nghĩ đâu,
đồ máy là em tả chuẩn cho anh em tầm 90% rồi. HVN kép M19 đó. Ốc xoáy nhớt của nó nè, nhôm thì khỏi chê. Cái thằng này cái dạ dưới của nó hơi dơ, chưa có vệ sinh kỹ nữa. Nó sáng chừng sáng dớ gì nè đó. Anh em nhìn đi, mới con ốc mà hai ốc các chân này là mới mở lần đầu luôn đó. Ốc xoáy nhớt của nãy em cho anh em coi rồi đó nè, thứ nào chịu nổi thứ này anh em. Bao đâm mọi thể loại lên xe lắp là dùng thôi, không làm gì thêm nha anh em. Thằng này quay A215 nè, cũng vậy đó, dân cũng cọp luôn đó. Thì em giao cho anh em là cứ một bộ dân lao lên dân lóc quay A mà cọp 750.000 bộ đó. Còn súp be thì nó mắc hơn, tại vì máy súp be nó mình đồ nó mắc hơn, mình phân đồ nó cũng mắc hơn. Nó cũng đơn giản thôi chứ cũng không có gì mà gắt gối đâu. Anh em lấy bộ nào lấy. Còn đây nè, bộ nồi của nó khỏi phải chơi. Bộ nồi nó thì đầy đủ nè, cái máng nhớt anh em nhìn nè. Máng nhớt nó trắng vậy là anh em biết rồi ha. Đầy đủ cò muỗng, ốc chỉnh nồi, ốc ác hết. Thì cái con ốc chỉnh nồi là em sẽ lấy bên con ốc bên đây qua cho anh em. Đó. 216 nè, thấy không? Mới ken sò đó anh em ơi. Nồi thì em nói cho anh em như nồi hãng vậy đó, không có khác gì hết trơn á. Chuông zin chưa tán nè. Bộ nồi này là 2,2 triệu. Nói chung cục máy này em mua giá cũng ok nha, chứ đáng lý ra bộ nồi này 2,3 triệu mới đúng nha anh em. Nè, găng chở mực còn kiểu này nè. Chuông mặt giỏng sớ rất là dữ luôn nha anh em, tại vì nó hơi chá đèn led chút nha. Em nói với anh em chuông mặt giỏng sớ rất là dữ đó. Sớ rất là cọp luôn đó, tại vì nó hơi chá đèn led chút nha anh em. Đó. Chuông chiếc đồ mực màu là còn đủ hết luôn. Đây nè. Còn cái chuông này thì anh em khỏi nói đâu. Đó, nó vậy nè, như mới trong hãng mới lấy ra chứ nó mới chát gì nè. Anh em gờ đó, nó phớt như một tờ giấy gì đó. Nó giận nhẹ hiều mà anh em cảm nhận dữ lắm mới cảm nhận thấy giận nha. Nói chung là nó bằng trang đó anh em ơi, nói thẳng gì cho nó dễ. Nói chung là anh em gờ là không có cảm giác giận đâu. Nếu anh em không có trong cảm giác thầy thợ như em chỗ đây em bán cái em quen mắt quen tay chuông dày cụi luôn nè, nó thì anh em không cảm giác gợn được đâu, nó bằng trang luôn đó. Nội này muốn bao cái gì mà bao không được, tại quay cho nó có vậy thôi, chứ quay cho anh em biết có đồ còn đồ này để bán thôi chứ. Muốn bao cái gì mà bao anh em không được, bao cọp bao whip luôn như mới luôn đó. Còn ba càng đó nè, đắt 216 nè. Ngày 4 tháng 5. Đây anh em, ngày 4 tháng 5 năm 2016. Chuẩn chỉ luôn nha. LK. Đó. Muốn bao cái gì bao cho anh em cái đó bố thì như mới vậy đó. Bố thì như mới, bao bóc bao im không giọng không hú. Trời ơi cái nồi này mà bao cái gì, tầm này mà bao cái gì vợ. 2,2 triệu đó anh em nào mến hú em nha. Đáng lý ra bộ nồi này 2,3 triệu mới vừa giá anh em, tại vì nói chung cục máy này mua giá nó cũng ok. Đầu lòng bù gông sinh cam 2,6 triệu, muốn bao cái gì bao đó cho nó, mới chát gì bao cái gì vợ. Đó. Ngồi sau nè anh em nhìn nè. Ngày 5 tháng 5 năm 2016. Nó ken cỡ này luôn nè.
bố nè, lá bố nè, như mới luôn, 107 FV, lá bố zin theo xe luôn nè. Lò xo là chưa hết màu luôn nha anh em. Đó, nồi là lò xo chưa hết màu, mực còn đây luôn anh em biết rồi ha. Nè, nè, mực còn ở đây luôn là anh em biết cỡ nào rồi đó, nó mới vậy nè. VA216 xe là rất là ít đi nha anh em. Chứ xe đi nhiều mấy cái mực này hết trơn rồi. Nè, anh em thấy không? Nó bót á. Mấy lá bố thì nhiều mới. Bao đủ thứ nha anh em. Cái này người ta gọi là bao đủ thứ. Còn nhớt còn nhau luôn nè. Nồi đi vệ sinh gì có gì đâu, vệ sinh mới chát nè. FCC KFL. Được cái là nó là nồi theo xe. Đó, nhiều anh em hỏi sao bán giá cao quá vậy, mắc quá vậy. Thử thời anh em đi vô hãng mua đi, rồi anh em về chạy có được không thì biết liền gì. Đó, em không có nói xạo nhưng mà cái sự thật, anh em xài nồi hãng xài không có được. Nó chạy cả xưởng chạy kỳ cục lắm. Nếu anh em nào có từng xài nồi hãng anh em cũng biết rồi đó. Anh em muốn xài nồi hãng anh em mua về anh em phải thay cái ba càng full 1 vô hết bao nhiêu tiền rồi. Đó, anh em phải canh ba càng lại nữa chứ không phải thay ba càng không đâu nè. Nó phớt như cái tờ giấy là bằng trang mới chát này, có cái gì đâu mà lo anh em. Đó, nè, bằng trang nó mới chát đó. Nó bao mọi thể loại, bao đủ thứ. Đó, bộ này 2,2 triệu nha anh em nào mến thú em nha. VA216 bao cọp. Để đó đi lát em gái vô lại. Còn đầu lòng bù gông xanh cam này, cho anh em coi bù gông xanh cam chứ đi, xanh cam theo xe chưa thay luôn nè. Nè, xanh cam nè, theo xe mực còn luôn nè nha. Đúng theo xe luôn nha anh em. Mới ben luôn. Bù gông. Không đẹp không ăn tiền. Anh em gắp bộ đồ lòng lên chạy uống cà phê nào chê tán cũng mặt liền. Đó, không đẹp và không ăn tiền, vàng vàng ngà ngà siêu đỉnh luôn. Đầu lòng bù gông xanh cam là 2,6 triệu, anh em nào mến thì hú em, giá rất là hữu nghị. Còn trái bê tông nè, anh em coi trái bê tông nè. Đó, em khỏi phải bàn cãi nói nhiều, anh em nhìn tự đánh giá nha. Cho bê tông mới tăng đa nha anh em. Nói nhiều nó cũng mất hay nha anh em. Em nói với anh em là mới ăn ở đây có một chút ép luôn nè. Còn ngoài ra là trái bê tông như mới mua trong hãng ra luôn nè. Anh em nhìn cho kỹ đi đó. Nói nhiều thì nó mất hay. Đó, KTL nè. Còn bên mặt này là mặt trên nè, mặt dưới đa số nó ăn trước mặt trên. Đó, anh em nhìn nè. Mặt trên là mới chát luôn nè, không một miếng đường ăn luôn nè. Còn mặt dưới nè, mặt dưới ăn miếng mới phần tới phần giữa bê tông nè. Nguyên phần trên mới chát luôn nè, phần trên phần dưới mới chát nè, anh em thấy không? Đó. Đầu lòng nó cọp cỡ đó đó. Đó. KTL in nè, bê tông mới tăng đa nha. Đầu lòng thì không có gì để chê đâu. Chơi không chơi thôi. Combo đầu lòng bù gông sơn cam quay A216 2,6 triệu. 97 cm khối, KFM trừ 27 VAB. Có xăng mới rớt lần đầu luôn nè, anh em nhìn nè. Sáng ché luôn nha. Đó, đầu là HVN64 nha anh em. HVN64. Ok nha. Rồi, tình trạng là bao đẹp không sức mẻ gây cánh, mực miết ở đây còn nữa nè. Con cờ dựng không? Rồi, con cờ dựng đứng luôn. Mực ở đây còn nữa nè, anh em biết rồi. Tới nay, ốc ác màu mè còn đủ. Kẻ lòng chưa bám bẩn gì nhiều luôn.
gon theo xe đủ hết nha anh em. Mấy con ốc cánh bướm này là em chưa mở ra luôn nha, mấy con này là em không mở luôn nha anh em, chưa thay sơn cam luôn mà anh em biết nha. Con chân nồng nguyên vẹn luôn nè. Cò thì trên dưới chưa chỉnh. Đó. Cò là trên dưới chưa chỉnh gì nha anh em. Ken xà ben. Còn mặt giỏng lòng nè anh em, nhìn tự đánh giá nè. Thể loại này bao giống gì mà không được. Thích bao cái gì em bao cho anh em cái đó. Hai cây xúc bắp nè anh em, anh em nhìn hai cây xúc bắp là y chang như giống như là mới cạo khói vậy. Em nói với anh em cái chảo chưa đóng khói luôn rồi, là anh em biết cái đó, cái chảo là chưa đóng khói luôn đó nè. Đó FM nè, F6 nè, khô gáo nha anh em, chưa có hề có dấu là cạo khói cạo khiết gì hết trơn nha. FM F6 luôn, cái chảo chưa đóng khói, chân buri nguyên zin luôn nè, chưa vàng luôn đó. Đó xe này á, nói thiệt với anh em luôn, đi chưa tới 30.000 luôn nè. Đó. Nhiều khi quay video lên nói gì với anh em, nó thằng này nó xạo nó láo, tin không tin tùy của anh em. Đó. Em tả hàng chuẩn cho anh em 100% luôn, nói cái đầu lòng gì là khỏi suy nghĩ. Đó. Không có sức mẻ cái cánh vậy trơn, đầu lòng bù gông sinh cam 2.6 triệu này anh em không mua chơi cái nào nữa. Đó. Rồi video của em á, tới đây cũng hết rồi. Quên anh em còn cái lòng lẻ với cây dên lẻ nữa. Cái lồng này đợt rồi là của chiếc quay A215 cái gì á, 97cm khối KFM trừ 26 VAB. Cái lồng này tình trạng nhôm đẹp lắm, không có sức mẻ gãy cánh gì trơn á. Đó, lồng ít tăng đa nha anh em, lồng lẻ nha. Cái lồng này em bán cho anh em giá 850.000 thôi, nhôm rất là đẹp á, trắng bóc à, chưa sức mẻ gãy cánh, gió mẻ gì trơn nha anh em. Gon chân nồng nguyên vẹn luôn nè, vậy anh em ập vô là xài à. Cái bê tông nó không được cọp lắm nha anh em, cái lồng này chứ bê tông nó cũng đẹp chứ không có cọp. Tông mới tăng đa nha anh em. Đuôi bê tông cũng còn sớ dữ lắm, sớ anh em thấy không. Nó khỏi chê nha, nó không có cọp lắm nha, nhưng mà cũng thuộc dạng whip rồi. Nói chung là anh em lên xe là bao tất cho anh em, nó bao khối đó. HQN nè, cái lồng này 850.000 nha anh em. Trời ơi, mấy cái lồng quay A là em bao tất cho anh em khỏi suy nghĩ, 850.000 cái lồng ít tăng đa đó, anh em nào mến hú em đó. Rồi còn cây dên, cây dên em báo giá cho anh em luôn, cây dên đó giao anh em là 450.000. Anh em lấy đầu lòng dên luôn, lấy cái lòng với cây dên luôn, giao nhanh cho anh em luôn. Cây dên này 450.000 anh em. Dên quay A215. Đầu lửa đẹp luôn nè, bằng trang luôn nè, thấy không? Đó. Mực màu là còn đủ luôn nè, dên zin toàn tập nha anh em. Ai gài bắt ngáo vậy? Cái khâu này của người ta nằm trong này, ai gài bắt ngáo trời. Đó. Chưa tháp chưa gì luôn nha. Cái tay của nó là KFM 55 nha anh em. Chưa sọc chưa gỗ gì nha. Nói chung cái dên này nhích nó có cái độ gơ nhẹ nha anh em, nhưng mà có một cái là anh em bao anh em lên xe là không gáy nha. Thấy không, nó có cái độ gơ nhẹ nè, nó nhẹ cỡ tờ tiền đó, thấy không nè, coi cho kỹ nha anh em. Nó 450.000 cây dên này nè, bao anh em lên xe không gáy. Nói chung là ở cái mức độ mình ok em mới dám bán cho anh em, chứ em có bán bậy đâu. Nó dên mới chát là đẹp lắm đó, bao lên xe không giọng không gáy nha anh em. Khâu này người ta nằm trong ai chim miếng đồng đền xong đứa khâu vô tào lao không.
Đó, đạn chưa xè chưa xiết gì luôn nha. Cái dên này 450.000 anh em nào mến thú em. Rồi. Video này dài lắm anh em ơi, kết thúc tại đây anh em ơi. Chào anh em nha.